Nếu như cách đây 70 năm, mảnh đất Điện Biên sục sôi khí thế cách mạng khi cả dân tộc ta, quân và dân muôn người như một bước vào trận đánh lớn, thì những ngày này, trên mảnh đất lịch sử Điện Biên, khí thế hào hùng đó được tái hiện trong những bước chân luyện tập, trong những hoạt động đoàn kết quân dân của lực lượng diễu binh diễu hành chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Đêm giao lưu văn nghệ, biểu diễn võ thuật giữa đội diễu binh diễu hành của binh chủng đặc công với tổ dân phố 4, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ. Bà con vừa vui vừa tự hào về những anh bộ đội Cụ Hồ giỏi võ nghệ mà cũng rất nhiều tài lẻ. Qua đây cũng là một dịp để chúng tôi hiểu thêm về văn hóa và phong tục tập quán của bà con. Và đây cũng là một dịp để đơn vị có thể thực hiện tốt công tác vận động quần chúng. Tôi thấy các đồng chí trong đội binh chủng đặc công là không chỉ những khỏe trong luyện tập mà còn múa hát hay, múa dẻo. Khi mà tiếp xúc với dân thì các đồng chí rất chi là gần gũi, thân thiện. Dịp này, nhiều đối tượng chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ được quân chủng phòng không không quân tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí. Bộ Quốc phòng đã quyết định hỗ trợ 2 tỷ đồng, giao quân chủng phòng không không quân phối hợp với xã Thanh Minh xây dựng nhà văn hóa bản Púng Tôm. Quân chủng còn hỗ trợ 200 triệu đồng xây dựng 4 nhà đại đoàn kết, tu sửa tôn tạo, bia lưu niệm trung đoàn pháo cao xạ 367. Đặc biệt, cán bộ chiến sĩ quân chủng phòng không không quân và Đại học Bách khoa Hà Nội đã phối hợp tổ chức hỗ trợ kinh phí xây dựng 2 nhà nghĩa tình đồng đội và trao tặng hàng chục suất quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn. Cán bộ chiến sĩ của đoàn rất là phấn khởi, háo hức vì đã được trở lại với cái trường xưa và cái địa danh lịch sử hết sức nổi tiếng và được trực tiếp đóng góp một phần công sức của mình giúp đỡ bà con nơi mà đơn vị tiền thân của lực lượng pháo cao xạ của quân chủng phòng không quân hiện nay đã trực tiếp chiến đấu. Nên là cán bộ chiến sĩ rất là hào hứng, phấn khởi và quyết tâm thực hiện tốt cái nhiệm vụ. Có bộ đội về, bản làng thêm rộn vang tiếng cười như xua tan đi cái oi ả của tiết trời đầu hè. Những hoạt động thiết thực ý nghĩa này chính là sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc Điện Biên, Tây Bắc để tạo nên sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần quan trọng làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu năm xưa.